trong một livestream mới đây, tấn trường chia sẻ không hiểu vì sao mình lại bị ghét, bị chửi dù chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, mệt lắm anh em ạ, à, thật sự rất là mệt, muốn sống cuộc sống bình thường nhưng nó khó khăn lắm, cực kỳ khó khăn luôn. bây giờ họ vô họ chửi suốt, bây giờ làm gì được họ? họ ngồi chỉ bấm bàn phím họ xem like xong họ tức họ chửi thôi, mình làm gì được họ? không làm gì được, công việc mình mình cứ làm thôi. tấn trường giải bày nỗi băn khoăn trên livestream mới đây, tấn trường khẳng định. Anh luôn thu xếp thời gian livestream để không ảnh hưởng đến việc tập trung ở đội tuyển Việt Nam. Thì tôi rảnh tôi lên livestream thôi. Thời gian tôi live hầu như là thời gian tôi rảnh anh em ạ. À. Hoặc là những lúc tôi nghỉ tôi mới live. Còn những lúc tập luyện sao mà live, những lúc ăn cơm, những lúc họp đội sao mà live được. Mà hầu như tôi sống rất là bình thường luôn. Tôi đâu có làm gì đâu mà tự nhiên mọi người lại ghét tôi, mọi người lại chửi tôi. Thủ môn quê Đồng Tháp lên tiếng giải thích về sở thích của mình. Theo tấn trường, chơi môn thể thao nào cũng vậy không riêng gì bóng đá chẳng ai muốn mình sai chẳng ai muốn đội mình thua trận nhưng tấn trường không hiểu sao mọi chuyện lại cứ đến với anh tấn trường khẳng định trong cuộc sống chuyện có người yêu người ghét là điều rất bình thường không thể tất cả mọi người đều yêu quý mình trong quá khứ tấn trường đã từng phải đối diện với rất nhiều chỉ trích bị chửi nhiều bị nói nhiều thời xưa mình sai người ta chỉ mình thì là đúng mình sai thì người ta chửi người ta nói này nói kia tôi có nói gì đâu nhưng mà tôi đã cố gắng rồi Tôi đã cố gắng trở lại cống hiến cho đội tuyển, và cố gắng tập luyện và cố gắng thi đấu. Tôi có chỉ bới ai bao giờ đâu. Tôi cũng không nói. Sao tự nhiên thua xong rồi cái lôi tôi ra chỉ tôi quá trời quá đất luôn. Bóng đá phải có thắng có thua, gặp đội mạnh hơn, thì thua. Là chuyện bình thường trong bóng đá mà, Tấn Trường nói tiếp. Những ngày qua, Tấn Trường trở thành tâm điểm tranh cãi khi thường xuyên la sim trước và sau mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam. Thậm chí... Trên mạng xã hội còn chia sẻ luồng thông tin cho rằng Tấn Trường đã có phát ngôn sốc rằng tính nghỉ rồi mà người ta cứ kêu hoài. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhờ trợ lý liên lạc với Tấn Trường xác minh phát ngôn này là đúng hay không. Thủ môn sinh năm 1986 quê Đồng Tháp đã phủ nhận nói những câu thiếu tôn trọng thầy Park như trên. Tấn Trường vẫn có tên trong danh sách tuyển Việt Nam đang tập trung ở Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Giải đấu sẽ khởi tranh vào đầu tháng 12 trên đất Singapore thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo đang là những nhà đương kim vô địch và sau chuỗi toàn thua ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngai vàng bóng đá Đông Nam Á.